Đồ gỗ nội thất Yuen kính chào toàn thể quý khách, xin giới thiệu với mọi người một đơn đặt hàng của chị Thủy ở Phổ Yên, Thái Nguyên, bộ Âu Á Chương Cuốn Thư và gồm có 10 món tất cả. Cái sản phẩm này phải nói vô cùng hoành tráng, toát lên một vẻ đẹp sang trọng đẳng cấp quý tộc và hơn nữa làm bằng chất liệu gỗ hương đá được lọc lựa, lọc tuyển gỗ loại 1, thế nên nó vừa đẹp vừa sang vừa bền. Sản phẩm này thì bên em đã có video quay mộc rồi, hôm nay hoàn thiện xong em xin phép được làm một video ngắn để cho toàn thể quý khách cũng như là chị Thủy có thể ngắm nhìn cái sản phẩm này từ xa trước khi mà bàn giao lên xe giao về nhà cho chị. Cái bộ sản phẩm này thì bên em cam kết 100% là gỗ hương đá, 100% gỗ hương đá loại 1, không pha tạp bất kỳ một loại gỗ nào khác hơn nữa, từ dưới lên trên được lọc lựa gỗ trần lõi, hàng thửa, hàng xỉ, không có bám rác và không bị tâm dập ruột các bác nhé. Gỗ hương đá tuyển chọn loại 1, gỗ không những là đều màu và mà chất vân cũng như là đường vân veo thì phải nói uốn lượn quá là đã mắt luôn, nhìn là mê. Và những cái sản phẩm của đồ gỗ nội thất Yuen thì luôn luôn được đầu tư chọn rất là kỹ ngay từ khâu gỗ, chọn mộc. Các bác tham khảo các cái sản phẩm trên thị trường thì nhiều bác không biết chứ trên thị trường cực kỳ là đa dạng, tùy vào cái chất lượng của cái khâu chọn gỗ, lọc lựa gỗ mà giá thành chi phí nó khác nhau rất là nhiều. Đặc biệt những cái hàng mà tuyển chọn đẹp như thế này đòi hỏi là phải loại bỏ rất nhiều những cái thành phần, những cái phần gỗ mà không có đảm bảo để làm ra được cái sản phẩm mà không những gỗ đều, gỗ lục lạc mà vân veo thì uốn lượn cực kỳ là đã mắt. Tất cả những cái phần vách các bác có thể quan sát em quay cực kỳ là chậm để cho mọi người nhìn ngắm cái phần vân vách này, nhìn rất là đã mắt, từ cái phần đoạn đến cái phần ghế đơn luôn, bộ ghế nào cũng có những cái phần vân veo uốn lượn rất là đẹp. Cái phần ván hay là bên em làm ván dày 2 phân, ván dày 2 phân đủ, bây giờ chạy theo chi phí cũng như là chạy theo giá cả, thế nên nhiều nơi làm khuôn 4 ván 2 cưa thôi, còn bên em làm đủ, tức là xẻ là phải làm dư ra, xẻ dư ra thì hoàn thiện xong xuôi mới còn 2 phân đủ. Đấy, còn phần chỉ này thì là bên cổ này thì bên em triện rích rắc và từ dưới lên trên những cái đường chỉ nhỏ cũng được hoàn thiện nhẵn nhụi sắc nét từ dưới lên trên. Rất là đẹp, hoàn thiện cực kỳ là kỹ với nước sơn cao cấp nhất hiện nay. Và chủ yếu là sơn trần để khoe những cái sắc gỗ, màu gỗ tự nhiên cũng như là những cái đường vân thờ gỗ tự nhiên nhất của gỗ hương đá. Hoàn thiện thì kỹ đẹp từ trước ra sau, từ trước ra sau, trước sau đẹp như nhau. Cột toàn bộ là cột dày 7 phân, bản 12 phân vuốt móng liền, rất là dày và liền cả móng. Cái phần trương này thì toàn bộ là trương liền, liền cả xoáy, trương 5 xoáy như thế này, dày bịch, dày bịch luôn, hơi bụi một chút. Cái sản phẩm này là trương liền, cột liền, tay 12, tay 12 trên 10, khuôn 4 ván 2 và toàn bộ cái phần yếm này cũng dày 4 phân các bác nhé. Tất cả những cái phần yếm từ yếm đoàn, yếm bàn, yếm đôn đều dày 4 phân, khuôn tranh dày 2 phân, bàn cũng là ván dày 2 phân. Tất cả đều ván dày 2 phân hết và kích thước cụ thể như sau. Cái đoạn dài có chiều dài là 2m55, kích thước nới rộng và sâu là 75 tổng phủ bì. Bàn lớn này có kích thước là 1m11, dài 1m81, kích thước rất là lớn, nổi bật ở giữa không gian phòng khách, đục bức tranh thuận buồm xuôi gió, mong cho những cái điều may mắn nhất đến với gia chủ, ý nghĩa rất là tốt trong phong thủy. 4 chiếc ghế đơn đồng kích thước có chiều rộng là 1m, sâu 75. 2 chiếc đôn kẹp thì mỗi đôn em đục một bức tranh khác nhau, có kích thước là rộng 45, dài 60, có một cái ngăn kéo ở mỗi cái đôn. Và cái đôn ngồi thì có kích thước là vuông 45. Tất cả các kích thước này bên em đều làm dư hoặc là vượt tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng. Ngăn kéo thì đẹp từ trong ra ngoài luôn các bác nhé, đảm bảo đẹp từ trong ngăn kéo trở ra. Chi tiết nào cũng được bên em làm rất là kỹ. Các bác mua hàng tại xưởng đồ gỗ nội thất Yuen nó sẽ khác hẳn so với những cái hàng đại trà trên thị trường, và mua tận xưởng tận giá gốc như thế này thì chắc chắn là ưu đãi, giá cực kỳ ưu đãi so với mua qua cửa hàng các bác ạ. Đến tận xưởng, mua tận xưởng cũng như là tìm hiểu mua được tận gốc như thế này thì các bác yên tâm về chất lượng cũng như là giá thành của sản phẩm. Em quay kỹ hơn để các bác có thể ngắm nhìn từng món sản phẩm. Cái bàn này thì có kích thước rất là khủng và bức tranh thuận buồm xuôi gió thì cực kỳ là chi tiết và sắc nét. Những cánh buồm no gió về mau thuận, có nghĩa là xuôi chèo mát mái mau về đến đích. Đây là kết hợp của cái bức tranh sơn thủy này,
và cây tùng mái chùa. Đấy, cây tùng rất là đẹp. Bàn này có hai ngăn kéo, hai ngăn kéo, khuôn 4 ván 2. Đây là hai chiếc đôn này. Chiếc đôn thứ nhất thì là đôn kẹp ghế thứ nhất, là bên em đục bức tranh thuận buồm nhỏ theo yêu cầu của chị luôn. Cũng có một cái ngăn kéo bên trong, đẹp từ trong ngăn kéo trở ra, và dây gỗ các bác dùng cả đời không lo bị trượt hỏng dây các bác nhé. Hai chiếc ghế, 4 chiếc ghế đơn này thì vân veo rất là đẹp, từ dưới lên trên các bác quan sát này, từ cái phần cổ chị này, đấy, rất là nét luôn. Sơn hoàn thiện rất là kỹ, mặc dù là em chưa thổi bụi, tại vì để từ sáng đến giờ thì nên nó hơi bám bụi một chút, nhưng các bác chỉ cần xịt qua, lau qua một chút thôi, nó lại trở lên bóng đẹp. Sơn này là sơn bóng mờ, sơn bóng mờ, và mặc dù hơi bụi các bác có thể quan vẫn có thể quan sát từng hạt bụi hay là từng những cái độ nét, độ phẳng của cái nước sơn hoàn thiện cuối cùng của bên em. Khâu mộc đã đẹp rồi, hoàn thiện lên thì phải nói là rất là đã mắt. Vân thì vân như là hoa, như là núi luôn, vân như sông, như núi, rất là đẹp. Đây chiếc ghế đơn còn lại, chiếc ghế đơn còn lại đây ạ, rất là đẹp từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Quay mặt sau cho các bác quan sát này. Đấy, đẹp lung linh luôn, vân cực kỳ là đã mắt. Gỗ hương đá 100%, không pha tạp. Nhiều bác cũng bảo là bây giờ là ai làm hàng bám rác nữa, xin thưa với các bác là không phải nằm trong nghề thì các bác chưa nằm rõ được, chứ người bán bọn em không bao giờ nhầm. Trên thị trường những hàng chợ, hàng trôi nổi gần như là bám rác cực kỳ là nhiều. Các bác hình dung ra cây gỗ hương đá này nó cong queo khúc khuỷu, mà phần rác nó lấn vào trong thân gỗ rất là nhiều, mà để lọc lựa ra xỉ trần lõi thì đòi hỏi là cái khối gỗ nó đang to như thế này mà phải lọc cho nó bằng kiệt rác thì nó còn rất là nhỏ, hộ còn rất là nhỏ, thành ra là rất là khó tận dụng. Trên thị trường họ tận dụng hàng rác rất nhiều các bác ạ. Các bác mua cần phải chú ý và kiểm tra rất là kỹ, tìm hiểu cơ sở làm ăn có uy tín hay không. Thì mua những cái mặt hàng xỉ trần lõi thì các bác dùng yên tâm, còn mua hàng bám rác thì dùng hơi là nguy đấy ạ. Còn nghe người ta quảng cáo thì lúc nào cũng hay, cũng hấp dẫn. Chị Thủy thì là một vị khách qua giới thiệu. Trước đấy thì em ruột của chị là anh Mạnh đã mua một bộ Âu Á rồi, trải nghiệm chất lượng, dùng một thời gian cảm nhận rồi thì mới dám đặt của xưởng đồ gỗ nội thất Hữu Huân cái bộ thứ hai bộ này, chứ không phải là chỉ tìm hiểu qua mạng đâu ạ. Những khách hàng của đồ gỗ nội thất Hữu Huân qua giới thiệu cũng như là qua người quen giới thiệu rất là nhiều. Bên em hoạt động được đến ngày hôm nay nhờ làm kỹ, làm đẹp, làm tận tâm đến từng sản phẩm, để khách hàng một khi đã mua rồi họ còn quay lại và quay lại ủng hộ, giới thiệu ủng hộ rất nhiều. Đấy là cái niềm tự hào mà bên em lúc nào cũng muốn nói ra để chia sẻ với mọi người. Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã tin tưởng xưởng đồ gỗ nội thất Hữu Huân. Cảm ơn anh Mạnh nữa. Chúc gia đình mình tân gia phát tài phát lộc. Chúc cả gia đình luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Xin cảm ơn. Nếu mà ai có nhu cầu có thể liên hệ tới số 0988685625. Là mọi người có thể follow những cái kênh fanpage của bên em, hoặc là để lại bình luận nếu mà có bất kỳ ý kiến thắc mắc gì để bên em có thể tư vấn và giải đáp. Xin chào và xin hẹn gặp lại.